Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Anh chị thân mến, thực trạng xã hội ngày nay đang cho thấy có hai vấn đề lớn trong giáo dục và hướng nghiệp cho người trẻ. Những thực trạng này đang diễn ra và ngày càng trở nên nhức nhối, không chỉ dừng ở mỗi gia đình mà nó còn trở thành nỗi lo của mỗi quốc gia. Nếu chúng ta không nhận thức và hành động kịp thời thì tương lai của thế hệ trẻ tiếp theo sẽ lại dễ đi vào vết xe đổ của lớp người đi trước. Thực trạng đầu tiên mà chúng tôi muốn nói tới ở đây đó chính là không tìm được công việc sau khi học đại học. Thời điểm năm 2019, khi dịch Covid-19 còn chưa bùng phát, những con số về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Việt Nam rất đáng để suy ngẫm. Theo báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có hơn 1,1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên thất nghiệp. Đáng lưu ý, thanh niên từ 15 đến 24 tuổi thất nghiệp vẫn hiện chiếm tới gần một nửa tổng số lao động thất nghiệp cả nước là 42,1%. Nhóm có trình độ từ đại học trở lên, tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao là 14,9%. Còn theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành lên tới 60%. Qua số liệu thực tế cho thấy, thực trạng thất nghiệp và làm công việc trái ngành nghề của sinh viên khi tốt nghiệp ra trường đang là vấn đề rất phổ biến mà đôi khi nó còn trở thành nỗi ám ảnh của những người chuẩn bị bước chân vào cánh cổng đại học. Vấn đề này hiện được nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp đang tích cực tìm những giải pháp để giải quyết. Hệ quả của người trẻ khi không tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp, một là lựa chọn công việc tạm thời để kiếm thu nhập như làm công nhân hoặc xe ôm công nghệ. Hai là có những bạn trẻ lựa chọn tiếp tục học lên bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ với mong muốn học vị cao hơn sẽ tìm được một công việc tốt hơn. Nếu như bài toán việc làm đã được giải quyết thì một vấn đề nảy sinh đó là không tìm được đam mê trong công việc mình làm, và đây chính là thực trạng số 2 trong xã hội. Một cách bản năng nhất, chúng ta đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Vô hình chung, nó khiến người ta làm việc chỉ với mục đích cao nhất, đó là có nguồn thu nhập, thay vì nghĩ sẽ là một công việc mà bản thân thực sự được sống với nó. Theo khảo sát của Alphabet, một trong các đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng, trên 26.000 nhân viên đang làm việc ở các công ty tại Việt Nam, chỉ có khoảng 13,8% nhân viên thực sự gắn kết với công ty, 36,8% thờ ơ và 2,5% rất không gắn kết. Những người này đi làm nhưng không có động lực trong công việc, hay có thể gọi họ là những zombie công sở. Nhiều người trẻ rơi vào chiếc bẫy ổn định khi không có mục tiêu, không có động lực, vật vờ, làm việc đối phó nhưng không nghỉ việc chỉ vì lý do ổn định của công việc. Phụ huynh có con khi nhìn thấy thực trạng này liệu có chăn trở về câu hỏi nếu con mình có hơn 40 năm làm việc như vậy thì cuộc sống của con sẽ ra sao? Anh chị thân mến, sau những năm tháng học hành của con trẻ, không chỉ là phụ huynh mà các bạn trẻ cũng muốn ra đời trước hết là tìm được một công việc có thể đem lại thu nhập để tự lập cho cuộc sống, sau là có thể xây dựng được một sự nghiệp để phát triển. Nhưng con trẻ không biết mình muốn phải làm gì, lỗi do ai? Do các thầy cô không chỉ dạy các con về sở thích, về định hướng của bản thân, hay do các con không thể tự hiểu được chính mình, hay do chính các bậc phụ huynh quên mất phải định hướng cho con em của mình? Theo quan điểm của AssetFin, có 3 nguyên nhân chính khiến cho việc các bạn ra trường không có việc làm hay bị mất động lực làm việc, đó là: thứ nhất, chưa được định hướng từ sớm. Không được định hướng nghề nghiệp từ sớm khiến cho các bạn trẻ: một là không biết mình muốn gì, thích gì; hai là không biết học gì và khiến cho mất động lực học tập, gây lãng phí thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đến đây sẽ nảy sinh ra nguyên nhân thứ hai: sự định hướng chủ quan, thiếu đi tính phù hợp với bối cảnh thực tế.
Một phần nguyên nhân do việc định hướng sai đến từ sự thiếu hiểu biết thấu đáo của các bậc phụ huynh. Sự đánh giá chưa chuẩn xác của các bậc phụ huynh như định hướng dựa trên sở thích, mong muốn của cha mẹ mà chưa có cập nhật phân tích theo thực tế xã hội, không dựa trên năng lực và sở thích của trẻ. Ví dụ thời điểm 2006 đến 2009 là thời điểm ngành ngân hàng rất hot. Sinh viên ra trường đi làm trong ngành ngân hàng có thu nhập cao hơn hẳn so với các ngành nghề khác. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, ngành này đã bão hòa. Nếu vẫn định hướng cho con trẻ theo ngành ngân hàng vì ngành ngân hàng vẫn khát nhân lực hay thu nhập cao dễ dàng như trước thì thực sự chưa chuẩn xác. Hay một ví dụ khác, con trẻ có năng khiếu về giao tiếp là một người hướng ngoại, nhưng phụ huynh vì muốn con ổn định nên mong con học và làm kế toán thì cũng không làm con phát huy được hết thế mạnh của mình. Nguyên nhân số 3, định hướng đúng nhưng con đường đi không phù hợp. Trong một thống kê của một nhà báo nổi tiếng Malcolm Gladwell, ông chỉ ra rằng những người thành công thường xuất hiện ở top đầu của một trường học nào đó. Ví dụ trường hạng A thì top 10% đứng đầu tiếp tục thành công trong lĩnh vực mong muốn, trong khi trường hạng B chỉ 2% đứng đầu. Tuy vậy, điểm hay là những người thuộc top dưới của trường hạng A vẫn giỏi hơn đáng kể so với những người đứng đầu của trường hạng B. Điều gì diễn ra ở đây? Nguyên nhân chính là ở sự tự tin của sinh viên top dưới ở trường A kém hơn đáng kể so với sự tự tin của những thành viên top đầu ở trường hạng B. Chính vì lý do này, sinh viên top dưới của trường A từ bỏ ước mơ theo đuổi, trong khi thành viên top đầu của trường B vẫn tiếp tục tiến lên và thành công. Vậy nên, việc lựa chọn trường vừa với sức học của con trẻ cũng là điều cực kỳ quan trọng để chúng có đủ sự tự tin theo đuổi giấc mơ. Việc chọn cho con những con đường đủ thách thức là tốt, nhưng nếu như quá khó khăn và không phù hợp với năng lực của con trẻ thì sẽ làm hại đến định hướng lâu dài cho con. Để chuẩn bị tốt cho tương lai của con, tránh đi vào vết xe đổ của những người đi trước, các bậc phụ huynh cần thứ nhất là hiểu rõ con để biết thế mạnh và sở thích của con. Thứ hai là định hướng con tìm hiểu công việc và ngành nghề yêu thích từ sớm. Thứ ba là phụ huynh cần chủ động tìm hiểu và cập nhật các thông tin về xã hội để có định hướng phù hợp, không chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai lâu dài của con trẻ về ngành nghề mà chúng lựa chọn. Như vậy, AZFIN đã trình bày đến anh chị về tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp cho các bạn trẻ. AZFIN rất hy vọng bài ngày hôm nay có thể giúp anh chị ở một góc nhìn nào đó hỗ trợ tốt cho con đường hướng tới tự do tài chính, con đường tới niềm hạnh phúc của thế hệ tương lai. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.